Rất vui được gặp lại các bạn khán giả thân yêu của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, với những người mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thì vốn luôn là vấn đề khiến nhiều người chăn trở. Bởi vốn dĩ, ai cũng cho rằng muốn kinh doanh buôn bán thì phải cần một số vốn lớn mới mong thu lại được lãi cao. Tuy nhiên, quan điểm đó chưa hẳn đã đúng đâu các bạn ạ. Chỉ cần bạn nắm được bí quyết, bắt kịp được xu hướng phát triển của thị trường thì chỉ cần có vài ba triệu trong tay, bạn cũng hoàn toàn xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng đấy. Nhưng nếu bạn không thể xác định được hướng đi, không có tấm bản đồ cụ thể trên hành trình làm giàu bằng việc kinh doanh thì điều này lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một ý tưởng sáng tạo trong thời điểm nền kinh tế đang bị khủng hoảng như hiện nay hẳn là không phải là điều dễ dàng. Có lẽ chính vì vậy, kinh doanh làm giàu vốn ít hay kinh doanh gì ít vốn lợi nhuận cao là những từ khóa được tìm kiếm trên top của Google trong thời gian gần đây. Bạn có muốn dấn thân vào con đường làm giàu về kinh doanh hay không? Năm 2021, kinh doanh gì mà bỏ vốn ít nhưng thu lại lãi khủng? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những ngành nghề này trong video ngày hôm nay nhé! Một, bán bánh ngọt online. Bạn yêu thích làm bánh, có đam mê ẩm thực nhưng chưa biết vốn ít kinh doanh gì bây giờ, thì hãy thử cân nhắc ý tưởng bán bánh ngọt online xem sao nhé! Với số vốn khiêm tốn của mình cùng với sở thích, sự khéo léo trong việc làm bánh ngọt sẽ mang lại lợi nhuận khủng cho bạn, bạn có tin không? Mức sống của người dân ngày càng cao, đặc biệt trong giới trẻ. Bánh ngọt với các loại đa dạng luôn là tâm điểm chú ý mà hầu hết mọi người đều thích thú. Đây cũng là một ý tưởng kinh doanh rất nhanh hoàn vốn, đặc biệt phù hợp cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp hay những sinh viên, bà nội trợ, dân văn phòng có nhiều thời gian rảnh. Đối với việc bán bánh ngọt online, bạn có thể thỏa sức sáng tạo để thu hút khách hàng với những hương vị khác nhau. Bên cạnh những món bánh truyền thống, thông dụng, bạn cũng nên cập nhật cho mình các cách chế biến bánh mới lạ trên các website nước ngoài để phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Thực tế cũng có rất nhiều bạn trẻ thành công với mô hình kinh doanh bánh ngọt online với những loại bánh đa dạng, tươi ngon, từ truyền thống cho tới mới lạ như bánh su kem, hot dog, tiramisu, muffin. Một món bánh ngon tuyệt cú mèo vẫn chưa đủ, bạn cần tạo phong cách trong việc đóng gói sản phẩm, tạo nét riêng cho shop bánh ngọt online của mình. Cùng với phong cách dịch vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp, đó chính là điều mà bạn cần làm để xây dựng thương hiệu cho mình. 2. Dịch thuật. Nếu bạn thông thạo một ngoại ngữ, bạn có thể tìm thấy công việc chuyển đổi văn bản và lời nói từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Ưu điểm của mô hình kinh doanh nhỏ lẻ ít vốn này đó là vừa giúp bạn kiếm tiền, vừa củng cố thêm kiến thức cũng như phát triển mối quan hệ xã hội. Bạn có thể bắt đầu dịch vụ độc lập của riêng mình và tiếp thị bản thân với các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, phòng xử án và các trung tâm hội nghị. Đây là nghề thu hút sự quan tâm từ các bạn sinh viên trường đại học, cao đẳng, thành thạo một ngoại ngữ nào đó. Vì vậy, nếu bạn am hiểu ngoại ngữ, các ngôn ngữ trên thế giới, tại sao lại không tham gia công việc? Đơn giản bạn chỉ cần có máy tính kết nối Internet là có thể hợp tác làm việc với đối tác. Bạn có thể lên mạng tham khảo hoặc nhờ bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên, hãy tìm những địa điểm uy tín, nhận được sự phản hồi tốt của những người từng làm để tránh rủi ro nhé. 3. Bán đồ ăn vặt online. Bán đồ ăn vặt online là một ý tưởng kinh doanh ít vốn tại nhà hiệu quả mà bạn nên cân nhắc. Đối với việc bán đồ ăn online, bạn không phải mất chi phí cho thuê địa điểm, vốn đầu vào bỏ ra ít, lãi cao, thu hồi vốn nhanh. Bạn lại càng không cần phải quan tâm đến việc hàng tồn bởi đồ ăn thường sẽ bán hết trong ngày. Bởi khi có đơn hàng, bạn mới bắt đầu chế biến thành phẩm, không lo bị hư hỏng vì để lâu. Trong lĩnh vực đồ ăn vặt này, bạn có thể lựa chọn cho mình tổng hợp nhiều món hoặc đi vào một khía cạnh cụ thể như chè hoặc đồ ăn Hàn Quốc, đồ ăn Nhật Bản, đồ nướng hoặc thậm chí chỉ là chuyên làm mứt tết các loại. Nếu bạn có điều kiện làm và giao hàng cả ban ngày lẫn tối thì sẽ tốt hơn. Nếu bạn không có nhiều thời gian, có thể chuyên bán đồ ăn đêm online. Đây là một mảnh đất kinh doanh màu mỡ dành cho bạn khi mà buổi tối, nhiều người có tâm lý ngại đi ra ngoài mua đồ ăn vặt. Tuy nhiên, trước khi thực hiện ý tưởng kinh doanh này tại nhà, bạn cần tìm hiểu kỹ thị trường, xem đối tượng là ai, xu hướng lựa chọn đồ ăn là gì, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị công việc chế biến sản phẩm, quảng cáo trên Facebook hay diễn đàn. 4. Bán đồ handmade. Ưu điểm của hình thức kinh doanh này chính là số vốn bỏ ra ít, mà nhu cầu thị trường cao khi mọi người có xu hướng chuyển sang đồ tự làm. Thu nhập cũng khá ổn định và bạn không phải lo lắng về những vấn đề như hàng tồn kho, nguyên liệu dư thừa lớn. Các món đồ handmade là mặt hàng rất được ưa chuộng với giới trẻ ngày nay. Nó tạo sự hấp dẫn tò mò với khách hàng. Các món đồ handmade là một món quà rất ý nghĩa để làm đồ trang trí, đồ lưu niệm, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa và đem lại niềm vui tiếng cười cho nhau. Ý tưởng kinh doanh ít vốn sáng tạo này rất phù hợp với những bạn trẻ khéo tay, có năng khiếu về thẩm mỹ.
Rất nhiều bạn trẻ đã thành công với ý tưởng kinh doanh ít vốn hiệu quả với các loại đồ handmade này. Bạn sẽ không chỉ trang trí và làm đẹp cho chính mình, mà còn có thể có thêm nguồn thu nhập kha khá từ đó. Để chuẩn bị cho mô hình kinh doanh khởi nghiệp ít vốn này của mình, bạn cần trang bị các kỹ năng và kiến thức nhất định về nguyên liệu, cách phối màu và sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó là tìm hiểu nhu cầu khách hàng và phân khúc thị trường mà bạn đang nhắm tới. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu và cách quảng bá thông tin đến khách hàng. Với xu thế hiện nay, rất nhiều đồ handmade được ưa chuộng, ví dụ như túi sách, phụ kiện thời trang, đồ trang trí. Bởi sự độc đáo, dễ thương, không sợ đụng hàng, thì đây đang là một món hời cho các bạn trẻ khéo tay kiếm thêm thu nhập. Và chính vì những ưu điểm đó, khách hàng luôn sẵn sàng trả tiền để mua một sản phẩm mang đậm cá tính hay đang theo mốt. Tuy đây là một ý tưởng kinh doanh nhỏ lẻ ít vốn, nhưng đối với kinh doanh đồ handmade, bạn phải dành ra kha khá thời gian cho nó, từ tìm hiểu thị trường đang ưa chuộng mẫu nào đến việc bắt tay vào làm. Bạn có thể thành lập một nhóm bạn cùng chung niềm đam mê này để cùng làm sẽ hiệu quả hơn. Bạn có thể tham khảo thêm cách kiếm tiền từ làm hoa giấy handmade, hoặc bạn có thể bán đồ handmade theo thời vụ, ví dụ như bán cây tài lộc bằng tiền thật, lì xì handmade. Việc của bạn chỉ là tìm kiếm nguồn hàng nguyên liệu handmade uy tín, phù hợp với mục đích của mình. Kinh doanh nhỏ hay kinh doanh lớn, với số vốn ít hay nhiều, còn phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức và sự nhạy bén của bạn tại thời điểm kinh doanh. Khi bạn không biết nên kinh doanh gì để làm giàu, thì việc lựa chọn ý tưởng kinh doanh là việc hết sức cần thiết cho các bạn khởi nghiệp. 4 lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận đầu tiên đã được Bí Quyết Thành Công bật mí với các bạn rồi. Thế nhưng, để làm giàu, có muôn vàn cách, có muôn vàn con đường. Quan trọng là bạn chọn được hướng đi đúng, phù hợp và nhanh nhất cho bản thân mình mà thôi. Vậy vốn ít nhưng muốn khởi nghiệp nhanh chóng và thu về tiền triệu mỗi ngày thì nên kinh doanh mặt hàng nào đây? Xu hướng kinh doanh hot nhất năm 2021 là gì? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu tiếp ngay sau đây nhé! 5. Kinh doanh phụ kiện điện thoại. Điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến, nhất là đối với giới trẻ hiện nay. Người dùng smartphone không coi nó như là một công cụ nghe gọi, giải trí bình thường, mà còn là phương tiện thể hiện cá tính. Vì vậy, buôn bán phụ kiện smartphone chính là ý tưởng kinh doanh tại nhà hiệu quả, phù hợp với những người đam mê, yêu thích smartphone và có gu thẩm mỹ cá tính, nổi bật. Ưu điểm của mô hình kinh doanh với vốn ít này đó là nhu cầu thị trường cao, hàng theo mùa rất đa dạng và có thể tạo ra trào lưu. Theo những người có kinh nghiệm, để mở một cửa hàng nhỏ sẽ tốn khoảng 10-15 triệu đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về từ hình thức kinh doanh khởi nghiệp ít vốn này lại khá cao. 6. Làm nến handmade. Sản xuất nến là một ý tưởng kinh doanh nhỏ lẻ ít vốn, nhưng lại vô cùng độc đáo trên thị trường mà bạn có thể thử. Nhu cầu sử dụng nến để chiếu sáng ngày nay không cao, nhưng với những dòng nếu có chứa hương liệu, dùng để thư giãn thì lại được nhiều người ưa chuộng. Ngoài ra, có một số loại nến như nến nổi, nến dành riêng cho đám cưới, nến 100% sáp ong và nhiều loại nến trang trí khác chỉ là một vài ví dụ trong số rất nhiều loại nến mà bạn có thể tự sản xuất và bán tại nhà. Quá trình học nghề và làm nến tại nhà cũng không quá phức tạp. Bạn hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về các loại nến, chúng được sản xuất như thế nào, cách sử dụng ra sao và bạn có thể mua nguyên liệu sản xuất nến ở đâu. Bạn hãy mua sách hoặc băng đĩa hướng dẫn quy trình làm nến. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham dự các khóa học làm nến tại các trung tâm dạy nghề, tập sự, tại các xưởng làm nến để học hỏi những bí quyết của họ. Sau khi có thành phẩm, bạn có thể sử dụng trang eBay hay các trang web mua sắm trực tuyến khác để bán sản phẩm của mình. Bạn đừng bỏ qua ý nghĩ sản xuất nến hàng loạt để cung cấp cho các nhà bán lẻ, các cửa hàng quà tặng, thậm chí có thể mở cửa hàng riêng chuyên bán mặt hàng này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bạn phải đảm bảo tính an toàn trong quá trình sản xuất. Hãy cân nhắc ý tưởng kinh doanh làm giàu vốn ít với sản xuất nến xem sao nhé. Biết đâu bạn sẽ thành công. 7. Bán phụ kiện thời trang online. Nếu bạn có đam mê kinh doanh nhưng chưa biết vốn ít kinh doanh gì bây giờ, thì hãy tham khảo ý tưởng bán phụ kiện thời trang online nhé. Thời trang đang là một trong những lĩnh vực kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận nhất và cũng sở hữu lực lượng tỷ phú lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, nhu cầu làm đẹp trong lĩnh vực thời trang không chỉ vỏn vẹn là quần áo, vé vóc, mà nó còn có thêm những phụ kiện thời trang đi kèm như túi sách, đồng hồ, lắc tay, dây đeo cổ, khuyên tai, mắt kính, vân vân. Trong đó, phụ kiện vòng, khuyên đã trở thành những vật phẩm không thể thiếu để tạo nên điểm nhấn nhá, tạo nên phong cách thời trang riêng biệt. Và đây cũng chính là một trong những ý tưởng kinh doanh ít vốn tại nhà lãi cao, thiết thực nhất trong năm nay. So với trang sức, thì những phụ kiện này có thể sẽ dễ bán và có lợi nhuận nhiều hơn, bởi vì phụ kiện thời trang được làm từ những nguyên liệu khác nhau như mỹ ký, đồng, chú trọng vào sự độc đáo và điểm nhấn để tạo nên phong cách cho người sở hữu, chứ không thiên nhiều về giá trị vật chất. Theo một ước tính dựa trên ước lượng trung bình, sức mua của riêng ngành phụ kiện thời trang lên tới hơn 100 triệu USD một năm. Và tất nhiên, con số này đang có xu hướng ngày càng tăng lên, đặc biệt với những phụ kiện mang tính độc đáo và ít bị đụng hàng.
Để bắt đầu ý tưởng kinh doanh hiệu quả này, bạn có thể thuê một diện tích nhỏ để trưng bày rồi bán, hoặc tạo fanpage để bán hàng online. Tùy vào lượng vốn bạn có, nhưng thông thường sẽ chỉ chiếm phần vốn khá nhỏ bởi giá thành khá rẻ mà lãi thường sẽ là gấp đôi, thậm chí còn cao hơn. 8. Mở cửa hàng làm nail. Kinh tế phát triển, xã hội nâng cao, đời sống con người cũng vì thế mà được cải thiện rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở ăn no mặc ấm nữa, giờ đây nhiều người đang hướng đến việc làm sao để ăn ngon mặc đẹp hơn. Nhu cầu làm đẹp luôn là vô cùng vô tận ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào với tất cả mọi người. Chính vì vậy mà lĩnh vực kinh doanh thời trang luôn rất phát triển. Đây chính là điều kiện rất tốt cho nhiều dịch vụ làm đẹp ra đời, và tiệm nail, tiệm làm móng cũng nằm trong trào lưu đó. Là một loại hình dịch vụ nhưng mở một tiệm nail thì không hề dễ dàng. Ngoài vấn đề đầu tư thì bạn cũng phải có con mắt nghệ thuật nhất định thì mới làm tốt được. Đối với tiệm nail thì vấn đề diện tích lại khá đơn giản, vì không cần những đồ đạc, thiết bị công kềnh nên mặt bằng khoảng 15-20m cũng là rất thoải mái rồi. Trong cửa hàng bạn chỉ cần chuẩn bị dãy ghế cho khách ngồi, kệ để chân, tủ kính để dụng cụ làm móng, phụ kiện trang trí móng. Để tạo cảm giác thoải mái nhất cho khách thì không gian phải thật thoáng đãng, yên tĩnh. Bạn có thể lắp hệ thống điều hòa hoặc thông gió cho cửa hàng của mình. Nói riêng về bộ đồ nghề làm móng, có khá nhiều loại, dao động từ 2 triệu đến 10 triệu đồng, từ bình dân đến cao cấp. Một bộ đầy đủ bao gồm máy mài móng, kéo cắt, rũa, kềm, cọ, sơn móng, nước sát trùng, nước tẩy màu và dưỡng móng. Ngoài ra, bạn nên sắm những phụ kiện như hạt cườm, nhũ, kim tuyến, móng giả để trang trí khi khách yêu cầu. Dịch vụ làm nail không chỉ đơn giản là phục vụ người khác, mà bạn cũng cần có con mắt thẩm mỹ, kiến thức cơ bản về bảo vệ móng. Như vậy mới làm hài lòng được khách hàng. Nhiều người trước khi mở tiệm thường mất 1-2 năm để đi học nghề tại các tiệm làm đẹp, spa lớn. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể đăng ký các khóa học để được đào tạo chuyên nghiệp hơn tại địa phương hay trung tâm lớn. Mỗi khóa học như thế mất khoảng 2-5 triệu đồng. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều cách kinh doanh độc đáo của các tỷ phú trên thế giới thông qua một chiếc USB sách nói nhỏ gọn đấy. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé! Trên đây là 7 ý tưởng kinh doanh hiệu quả dành cho những ai chưa biết nên kinh doanh gì với số vốn ít ỏi. Hy vọng bạn sẽ tìm được cho mình một gợi ý phù hợp để khởi nghiệp thành công nhé! Và trước khi khép lại video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tổng kết lại 8 ý tưởng kinh doanh 1 vốn 4 lời. 1. Bán bánh ngọt online. 2. Dịch thuật. 3. Bán đồ ăn vặt online. 4. Bán đồ handmade. 5. Kinh doanh phụ kiện điện thoại. 6. Làm nến handmade. 7. Bán phụ kiện thời trang online. 8. Mở cửa hàng làm nail. Có bí quyết, ắt sẽ thành công.